Hello, xin chào các bạn. Mình là Còi đây. Như đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn sửa ảnh trên iPad nhé. Sửa ảnh trên iPad với cả sửa ảnh trên iPhone thì nó cũng tương tự nhau thôi. Mình sửa ảnh trên iPad là để cho nó to cho mọi người dễ nhìn thôi. Còn mọi người sửa ảnh trên iPhone cũng được. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sửa ảnh đơn giản, sửa mụn trên mặt và sửa mặt thon gọn. Mọi người chú ý xem nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sửa ảnh bằng phần mềm Photoshopic. Phần mềm này có 3 chức năng, một là xóa mụn, hai là bóp mặt, làm mịn da. Ba cái này mình thấy dễ dùng nhất trong cái app này. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người vào download phần mềm nhé. Bây giờ mọi người vào App Store. Sau đó search Photoshopic. Đây, phần mềm này mình đã down rồi nên là nó sẽ hiện ra là đám mây với mũi tên. Mọi người down nhé. Mình vừa down xong app nhé. Mình vào app này. Khi mà vào app thì nó sẽ hỏi là bạn có muốn đăng ký tài khoản mới không? Mình đã có tài khoản rồi nên mình sẽ ấn sign in with Adobe. Còn nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn sign in with Facebook hoặc là Google nhé. Màn hình chào của nó. Nó sẽ có một số hướng dẫn nhưng mà không cần thiết xem đâu. Mình sẽ xóa những cái mẫu có sẵn của nó đi. Để lại màn hình trống. Và đây là giao diện của phần mềm Photoshopic. Mình sẽ ấn vào dấu cộng để chọn ảnh để chỉnh sửa nhé. Hôm nay mình sẽ chọn một bức ảnh khá là nhiều mụn. Đây. Ảnh khá là nhiều mụn. Mục đích của hôm nay mình muốn làm là mình sẽ xóa mụn của bức ảnh này và bóp cho nó thon gọn mặt lại vì mặt của mẫu này là hơi lệch. Mình sẽ sửa mụn trước nhé. Các bạn ấn vào công cụ này, Healing. Bút này thì nó điều chỉnh cái độ to bé của cái vùng mà mình sẽ xóa mụn. Thì mình xóa thử cho các bạn xem nhé. Mình zoom lên này. Sau đó mình chấm vào cái điểm mà mình xóa mụn đó, cho nào chấm thì nó sẽ đỏ lên đấy. Thì tùy những cái vùng mà nó to bé thì mình sẽ điều khiển cái bút để xóa cái vùng mụn đi. Đây, mình vừa xóa này đó. Sau đó mình cứ làm dần dần từng tí một thôi. Mình hôm nay mình chọn phải cái mặt hơi mụn nhiều nên chấm chắc sẽ hơi lâu. Mọi người chờ mình tí nhé. Mình sẽ chấm. Giờ cái này rất là dễ, bạn chỉ cần chấm vào và là nó sẽ tự ấy thôi. Nếu mà bạn chấm vào chỗ nào ấy mà thấy nó chưa sạch hết ấy thì là mình chấm lại nhá. Chấm lại hoặc là mình bôi rộng ra một tí thì là nó sẽ hết mụn. Đấy, mình cứ chấm như này. Những chỗ nào có chấm này thì chấm vào lại, nó sẽ tự nó hết. Máy nó sẽ auto làm cho mình không phải làm gì cả. Sau khi các bạn đã tẩy hết mụn rồi, mình bắt đầu là mình đi làm mịn nhá. Các bạn nhìn nó sẽ, da bây giờ nó sẽ chưa mịn lắm đúng không? Thì mình sang bước thứ hai là mình làm mịn da nhá. Các bạn đừng lo là da nó hơi lôm nhôm, không sao đâu. Tí mình làm mình bôi da ấy. Và nhìn kết quả trước khi tẩy mụn, tẩy nốt ruồi và chưa tẩy này. Đấy. Nhìn nhá, kỹ nhá. Đấy. Chưa, có kết quả chưa? Ok, xong phần 1 là tẩy mụn, tẩy nốt ruồi, tẩy tàn nhang nhá. Và thứ hai là mình sang công cụ là Smooth thì phần mềm này nó sẽ tự nhận ra da của mình. Và nó, khi mình ấn vào cái chỗ face này, nó sẽ tự nó làm mịn cho mình. Đó, và các bạn nhìn kết quả này, nó tự auto lên cho mình này. Đây này, kết quả này. Bạn có thể làm mịn thêm hoặc là có thể làm mịn thêm hoặc là không làm mịn nữa. Nhưng ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ không làm mịn nữa đâu. Chỗ này mình có sẽ làm mịn thêm một tí nữa thôi. Chỗ
này, chỗ quầng mắt này mình sẽ làm mịn thêm một tí thôi, bôi thêm một tí cho nó mịn thêm một tí thôi. Còn đâu mình thấy khá là ok rồi. Mình làm xóa nhiều quá nó sẽ nhìn nó hơi giả, nên mình chỉ xóa này thôi. Thế làm việc auto nên là khá ổn rồi. Đó, cái kết quả này. Đó, nhìn rõ cho mình kỹ nhé. Đó, những cái vùng mà vùng quanh quầng mắt và vùng má đều được làm mịn và nhìn da đều hơn đúng không? Nếu mà bạn thích làm mịn nữa thì ấn thêm một lần nữa, nó sẽ mịn hơn. Đây, kết quả này. Nó sẽ mịn hơn nhưng mà da thì sẽ hơi giả đi. Nên mình nghĩ là như vừa rồi đã auto được rồi, sẽ mịn rồi. Kết quả này, kết quả phải khá này. Đó, mịn chưa? Đến đây là ok rồi. Bây giờ mặt thì mình thấy là nó hơi không vê lai và nó hơi méo. Thì bây giờ mình làm gì? Bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ Liquify. Công cụ Liquify này nó sẽ có là nó cho mình bóp mặt theo từng cái này. Mình sẽ làm thử nhé. Nó sẽ cho mình tự kéo nhỏ mặt này. Được chưa? Đó. Đây là nó tự nhận ra cái vùng trên khuôn mặt mình thì nó kéo này, cầm xuống này. Đó. Hay là mình ấn lại đây chỉnh mắt to ra này. Mắt to ra nha. Thử ra mắt này đẹp không cần nữa. Ấn vào trán này để cho cả khuôn mặt nhỏ lại hay là to ra này. Cho trán cao lên này hay nhỏ đi này. Cho trán cao lên hay nhỏ đi này. Rồi tăng cao tí cho thông minh nhỉ. Mặt con to ra này, cả mặt bề ngang của mặt to ra hay nhỏ đi này. Nhưng mà mình thì mình sẽ tùy cái mặt như thế nào thì mình kéo thôi. Môi này, có công cụ kéo môi to ra nhỏ đi này. Nhưng mà muốn để tự nhiên thì thôi cứ để ở giữa. Nhưng mà mình muốn kéo bên này nó lệch thì kéo như thế nào? Vừa rồi mình ấn vào face ấy, thì nó sẽ căn cả cái mặt mình và nó kéo cả hai bên. Bây giờ mình muốn kéo một bên thì ấn vào face với warp này. Đó, sau mình zoom lên này. Đó, xong mình chỉnh cái bút này nhỏ lại này. Cái bút này là cái vùng mà mình sẽ áp dụng lên nên là cái sẽ mình thử kéo mọi người hiểu nhé. Mình nói hơi khó tả. Đây mình muốn kéo cằm dài ra tí này. Đó, muốn mặt nhỏ lại một tí này. Đó, đó, nó nhỏ lại một tí nhé. Cho về lại nhé. Đây, mặt hơi lạnh cho nhỏ lại. Nhưng mà mọi người chú ý là cũng kéo vừa thôi, không là nó nhìn nó bị biến dạng ấy. Vì đúng, mặt không phải mặt ai cũng đều được, mà hầu như cũng không mặt ai đều hai bên được luôn đâu, ít người lắm. Nên là kéo vừa thì không nó bị biến dạng, nó nhìn nó giả quá. Đó, thì mình vừa kéo trán cho to ra một tí này. Nó to một tí, nó to một tí cho nó cân đối. Đó, để mình kéo lại cho mình bật lại lúc đầu mọi người xem nhé. Rồi, lúc đầu mặt rồi và đã chỉnh rồi. Cái này kéo như thế nào ấy, thì còn tùy sở thích và tùy bạn muốn mặt mình vê lai hay là muốn mặt mình to ra hay là muốn mặt mình nó tròn hay méo hay vuông hay thế nào thì tùy mọi người thôi. Cái này thì kéo theo sở thích của mọi người thôi. Như mình thì mình thử kéo vê lai thôi, chứ còn cái mặt này mình thấy là cũng đẹp rồi, cũng không phải kéo nhiều. Nhưng mà các bạn là muốn mặt vê lai một tí thì dùng cái này kéo cũng được, nhưng chú ý là đừng kéo quá nhé, xong nhìn nó bị lố, nhìn giả lắm, không nên kéo lố quá. Bây giờ thì mình ấn vào nút tích này để mình lưu, và sau đó mình sẽ xuất file ra ảnh là ở đây. Sau mình ấn vào save to camera raw, mình xuất file ra thôi. Và đây là ảnh cũ khi chưa chỉnh sửa. Đây, mọi người xem nhé. Đó, chỉ chỉnh sửa mất khoảng mấy phút thôi mà bạn đã có một cái ảnh da hết mụn, hết tàn nhang, hết nám, hết nốt ruồi. Sau đó là mặt sẽ mịn lên và da đều màu, không bị lốm đốm hay là bị loang lổ nữa. Mình có thể bóp mặt một chút. Nói chung là một chút thôi nhá, đừng lạm dụng. Vì mình thấy mình có lỗi lắm. Làm thế này mình nghĩ là mình hơi có lỗi rồi đấy. Nhưng mọi người cố gắng chỉnh sửa, chỉ chỉnh sửa đến mức có thể thôi nhá.
không nên làm lố. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì like và share video nhé. Cảm ơn các bạn, mình sẽ quay lại trong nhiều video hướng dẫn sửa ảnh tiếp theo. Mình sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn một cách đơn giản nhất để các bạn có những bức ảnh đẹp nhất, tự nhiên nhất mà các bạn mong muốn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Goodbye.